nhiều si quá đây này. Quá nhiều si này. Là Nguyễn Văn Thiệp. Hiện tại chú đang nuôi cái trại dê này là ở trong khu dân cư Trại Gạo, phường Bến Tắm của Chí Linh, Hải Dương. Cái cơ duyên để đưa những người đến cái nghề chăn nuôi dê của chú nó rất là vô tình. Thì trước đây có một cái người về, người ta làm cái vườn đây, người ta mua một đàn dê về đấy, người ta cứ thả ở trong này, sau đó là nó cứ bỏ đi lên rừng ấy. Nó hoang hóa nên là chú thấy tiếc thì chú bảo người ta để lại, người ta nhượng lại cho. Nếu người ta nhượng lại cho thì mình về mình xây dựng cái chuồng như này nên thì mình cho nó ở, thì nó ở mua con dê về thì nó cứ thế nó sinh sản ra. Nếu như để mà tính ra thì chú nuôi thả con đàn này chắc nó phải có đến 5 năm rồi. Thế nhưng mà mình thả, trước đây mình thả mình không quản lý nó thì đâm ra nó độc thất thoát, nó không hiệu quả. Thế sang đến năm nay thì bắt đầu chú bắt đầu quản lý đến nó, quản lý nó thì mới thấy được con dê thấy nó đẹp lên. Tất cả cái đàn dê của chú bây giờ tổng nó có khoảng 100 con. Cả mẹ lẫn con bây giờ nó khoảng 100 con. Thì cái dê của chú là lúc đầu tiên là chú nuôi cái dê của Ninh Bình, dê cỏ. Sau đó thì chú mua con giống là con đực là dê bo. Qua một quá trình nó lai tạo đến bây giờ nó cũng con thì vẫn là dê của Ninh Bình, dê cỏ. Con thì cũng pha răng dê lai. Chú cho ăn vào hai buổi, ví dụ buổi sáng thì chú cho nó ăn thêm một ít vào buổi sáng. Cái thức ăn của nó là cây ngô và cái cỏ voi. Rồi. Còn sau khi đó đến buổi chiều thì khoảng đầu giờ chiều thì chú thả đàn dê ra rừng. Đến tối thì chú về cho ăn thêm một tí để cho nó nhớ chuồng. Để nó về, mình không phải đi tìm nữa. Chú cũng bán cho anh em, một số anh em người ta chủ yếu là người ta bắt về, mua về để người ta lấy thôi. Tức là mình thả đi về xong mình mới cho ăn thêm. Sáng ra chú cho ăn một lần. Sáng ra chú cho ăn ít thôi, cũng không cho ăn nhiều. Thế xong rồi đến trưa thì 1 giờ chiều qua được chú thả. Hôm 1 giờ, hôm 2 giờ. Chả nhất thiết. Thả ra xong thì nó đi đến tối nó về thì mình lại băm cỏ cho nó ăn thêm. Và buổi tối thì cho nó cả đêm nó dài. Một đêm nó dài nó ăn no thì nó có sữa cho con. Đây nó thoáng. Vào trong cái chuồng này làm gì có tí mùi phân rồi đâu. Tức là chú đang làm tức là dựa vào cái điều kiện thực tế đúng không ạ? Đây là mình vận dụng vào cái rừng của mình, cái địa hình rừng của mình. Đúng, chứ không phải là đấy, cho mình sẽ có kiểu mình có một cái kiểu có một khoản sườn đồi thế nhỉ? Ừ. Đấy, cho mình dựa vào mình áp vào cái khoản
đồi này xong mình để cho làm chùa. Đây xuống dưới kia cháu ổ nó phải đến 4 mét rồi hơn. Không tầm 4-5 mét đấy, cháu bên nhìn nó cũng... Nhìn nó cao thế này mà. Thế nên là chú cháu vào trong chuồng này nó thoáng này, làm gì có tí mùi phân do gì đâu. Vâng. Mình cũng đầu tiên mình không có ý định nuôi dê, đến lúc mình thấy người ta thả nó phí quá. Bây giờ mình đi... Giữ lại mình làm chuồng nên mình nuôi. Bây giờ nó thành một đàn dê thôi. Vâng. Hiện tại thì tổng chi phí mà chú để đầu tư cả chuồng trại và cả giống này, đấy, để mua cả dê. Hiện tại chú đang đầu tư, chú đã đổ vào cái mô hình này chú bao nhiêu tiền rồi? Thực ra thì chú lúc đầu tiên là chú cũng không tính toán gì đâu. Tại vì cái vật liệu để làm cái chuồng dê này của nhà có sẵn, chú cũng không tính toán. Làm hiện tại thì lúc đầu tiên chú làm một cái chuồng bên kia thì nó... chắc nó rơi vào tầm khoảng 40-50 mét vuông gì đấy. Vâng. Sau 2 năm sau thì nó phát triển đàn lên thì nó khoảng độ đến 100 con, đến 100 con hơn 100 con thì lúc bây giờ chú làm thêm cái gian chuồng bên này nữa, một cái chuồng bên này nó cũng bằng cái chuồng bên kia. Hiện tại hai cái chuồng này bây giờ của chú nó có khoảng độ tầm hơn 100 mét vuông tổng thể. Ngoài cái cỏ ra thì chú cũng có cho ăn thêm một ít ngô, bột ngô. Vâng. Chú thêm một ít bột ngô vào. Không tính tiền chi phí chuồng trại đâu, mà chỉ tính cái tiền thức ăn hàng tháng chú phải mua, nó ngô phải mua mà, rồi đá liếm này, rồi những cái về tinh bột ấy thì mua một tháng 100 con này ăn hết khoảng bao nhiêu tiền hả chú? Tính ra cái đàn dê này một ngày chú chỉ cho nó ăn khoảng 4 cân ngô khá đạt, trộn vào cho nó ăn thêm. 4 cân ngô thì bây giờ nó chỉ rơi vào 10, chưa đến 10.000 tan, nó khoảng 9.000 một cân. Nó khoảng 36.000. 36.000 một ngày với ngô. Cái đá niếm này chắc phải có, chắc có khi phải đến 2 tháng phải treo một lượt. Mỗi một chuồng thì treo 3 viên. Một chuồng 3 viên, mỗi viên là bao nhiêu tiền chú nhỉ? Bây giờ nó rơi vào tầm 500 một hộp 4 viên. Một 4 viên thế là 3 tháng mới hết 3 viên mà nhỉ chú nhỉ? Thì nếu mà nhân ra thì hết khoảng 350 nhỉ? Thế thôi. À chưa đến 350. Nếu mà tính ra là 130 nhỉ? Đâu 125. 125.000 một viên. 125.000. 125.000 mà 3 viên mỗi chuồng. Đấy, 3 viên mỗi chuồng mà. Thì thành ra là 375 mà. 375 nhân đôi mà. Thì là thành 700. Đấy khoảng hơn 700 một tí. Hơn 700 một tí. 700 mấy đấy thì trong 3 tháng, 3 tháng cả tiền tinh bột tinh biếc vào thì nếu mà thế chăn nuôi thì vẫn ổn đấy chứ. Tinh bột của chú thì một ngày nó chỉ hết khoảng 30.000 thôi, hơn 30.000 tí thôi. Cái thứ hai nữa là thường thì các cái nông hộ khác người ta sẽ, nếu mà nuôi nhốt chuồng không thì người ta sẽ phải cho ăn thêm cám viên. Không, nhà chú không đặc biệt cám viên này chú không. Không, thì chỉ cho nó là phải bổ sung thêm nuôi vô béo mà đây chú nuôi sinh sản thì kiểu khác mà. Tại vì thực ra thì cái con dê của mình ở đây mình thả ở núi này nó ăn lá là nói chung là mình thấy là cái con dê này thật ra thì
cái vất vả nhất của nó là cái lúc mình thả hoang ấy, sau khi đó là nó không về. Mình thả xong nó không về, xong đến lúc mình cứ phải đi mình tìm, mình đuổi nó về. Nên bây giờ dê này, chú này gần như là chú nắp những con dê cái này 100% nắp chuông này. Mỗi con đeo một cái chuông. Mục đích chính là để mình tìm nó dễ hơn lúc chú. Mình đi tìm cho nó dễ. Đẹp chưa? Con đực này từ hôm về leo tốt không hả chú? Ăn tốt mà. Không, nó cháu bảo leo được không hả chú? Nó theo được. Bởi vì là ngày trước là nó đang kiểu nuôi nốt chuồng ấy nhỉ chú nhỉ? Bây giờ là kiểu mình thả lên như này. Các khe đều có nước. Con này chắc đẻ được tuần như bao nhiêu. Đấy, con đấy rốn nó vẫn còn treo đây. Dây rốn vẫn treo đây. Đàn dê nữa dê này đẹp, nữa dê con này đẹp thật. Nhưng mà hầu như tầm này theo đi được hết rồi. Trước đây lên trên rừng này dê xương dê chết nải rải khắp rừng. Nó. Chiều cắt để chống dầm. Cái thả đây, nói chung là mình ở đây được cái là cái nguồn thức ăn của dê đây tuyệt vời. Cái thả đây, nói chung là mình ở đây được cái là cái nguồn thức ăn của dê đây tuyệt vời. Con đấy bao giờ nó cũng về sớm nhất. Con không. Nó thấy dây cái vào ngay. Cho nó vào, cho nó ở nhà. Cùng với bọn này. Chạy vào. Mua về cho chú Phương. Thế là hôm đấy chú tối 6 giờ chú đi chú mua chú hay như này? 6 giờ tối chú mới ở đây chú đi chú mua. Cái con này 9 triệu. Bắt con này hôm đó thằng ấy nó bỏ 10 triệu đâu. Thế là chú nên chú bảo tao cứ giả 9 triệu, tao chả biết thế nào, tao cứ giả 19 triệu. Nhưng có cân nổi chú? Không cân.